Hồi shop thì có bán các loại móc này, móc quần áo. Hồi đó khi mình còn ở Việt Nam là mình cứ lo nghĩ không biết là sẽ vào đâu mua một số vật dụng cần thiết như là móc, rồi một số khăn, rồi khăn tắm. Đó, các bạn có thể thấy rất là nhiều loại. Các bạn sinh viên khi mà mới sang Nhật ấy, khi các bạn cần phải mua một số vật dụng cần thiết thì các bạn cứ đến shop Chamin có tên là Daiso. Ở đây bán tất cả các loại vật dụng rất là cần thiết. Các bạn có thể lên đến cái shop này để tìm